Chiều ngày 19 tháng 7, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, trực ban của đơn vị vừa kịp thời xử lý thông tin và đưa một sản phụ ở bệnh viện hạ sinh hai bé gái an toàn. Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7, trong lúc trực ban đơn vị, Thượng úy Lê Minh Soạn, cảnh sát khu vực Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992, ở khóm Thế Hòa, phường Mỹ Thạnh, báo là chị đang mang song thai 24 tuần tuổi, hiện ở nhà một mình nhưng đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sanh. Nhanh chóng xác định được nơi ở của chị Trang, Thượng úy Soạn đã chuyển thông tin đến cán bộ y tế của phường. Sau đó, Thượng úy Soạn đã lái xe ô tô tải chuyên dụng của công an phường đến nhà chị Trang, phối hợp cùng cán bộ y tế khẩn trương đưa sản phụ đến bệnh viện Sản Nhi, An Giang. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Trang đã hạ sinh hai bé gái an toàn.